Xin chào quý vị và các bạn. Đây là hình ảnh từ thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Và ngày hôm nay tại nơi này sẽ diễn ra game đấu thứ 62 của VBA mùa giải 2023. Màn so tài giữa hai đội bóng đã vào vòng playoffs của giải đấu, đó là Nha Trang Dolphins và Hà Nội Buffaloes. Đây là đội ra sân của Nha Trang Dolphins trong trận đấu ngày hôm nay, với Maradis Gibb, Phúc Bình, Hữu Lót Samson, Hoàng Phúc và Huỳnh Vũ Quang. Trận đấu mà Dominic Thâm sẽ không thể thi đấu khi đã nhận đủ 3 lỗi kỹ thuật. Trong khi đó, bên phía Hà Nội Buffaloes với mục tiêu giành chiến thắng để chắc chắn có vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng sau regular season. Huấn luyện viên Eric Rashad vẫn ra sân với năm cái tên rất quen thuộc, đó là Đinh Tiến Công, Đinh Thanh Tâm, Udo Sakwe, Phạm Đức Kiên và Anthony Januari. Nhưng cũng có thể đối thủ ở vòng playoff của Nha Trang Dolphins sẽ chính là Hà Nội Buffalo nếu như ngày hôm nay Nha Trang Dolphins giành được chiến thắng và sau đó Saigon Heat đánh bại được Hồ Chí Minh City Wing trong trận đấu cuối cùng của mình ở regular season. Đường truyền của Tâm Đinh và Sakwe. Không được, một pha phòng thủ tốt của cao thủ Nha Trang Dolphins. Maradis Gibb đã có điểm cho Maradis Gibb, số đầu tiên thuộc về cao thủ Nha Trang Dolphins. Tốc độ rất nhanh và Osakwe ngay lập tức đưa ra câu trả lời. Osakwe tiếp tục vượt qua vị trí của Maradis Gibb một cách rất thoải mái. Đây là trận đấu thứ 13 của Osakwe tại VBA mùa này và trong 12 trận trước anh thắng tới 10 trận. Tiếp tục là điểm số của Udo Sakwe. Đội tấn công lại đến với cao thủ Hà Nội Buffalo, Januari. Có điểm cho Januari. Pha xử lý tốt. Tâm Đinh. Tâm Đinh tiếp tục có thêm những điểm số cho đội Buffalo. Maradis Gibb. Vẫn đang là Maradis Gibb, một cầu thủ của Nha Trang Dolphins vừa chật chân và bây giờ là khoảng trống cho Sơn Minh Tâm. 3 điểm được ghi. Sự xuất hiện của Sơn Minh Tâm. Số bây giờ đang là 5-14 với cách biệt 9 điểm thuộc về các vị khách Hà Nội Buffaloes. Huỳnh Vĩnh Quang. Hai pha ném 3 thành công liên tiếp của Nha Trang Dolphins. Và Darius Gibbs tiếp tục là tình huống bù người của Samson để hỗ trợ cho Gibbs. Sau đó đường chuyền của Vĩnh Quang đã bị bất bại. Người steal đó là Udun Osakwe. Osakwe kiến tạo thuộc về Đinh Tiến Công. Rất hay. Cú ném. Có pha ném 3 thành công thứ 3 trong trận đấu này dành cho Dolphins. Hơi khó hiểu cho pha xử lý vừa rồi của Sơn Minh Tâm. Đó là tình huống ghi điểm của Udun Osakwe. Pha chuyền bóng cực kỳ thông minh của Maradis Gibb, nhưng tiếc là đồng đội lại không tận dụng được. Còn ở phía bên kia chiến tuyến thì Đinh Thanh Tâm lại tận dụng rất tốt pha chuyền bóng của Januari. Bóng tiếp tục trong tay của Maradis Gibb và chuyên gia phòng ngự Nguyễn Tiến Dương bên phía Buffaloes đã vào sân. Cú ném 3 thành công tiếp theo của Dolphins ở trong trận đấu này và đó là pha dứt điểm của Võ Huy Hoàn. Januari nhận thấy có sự xuất hiện của Robert Samson trước mặt. Bây giờ là Maradis Gibb. Thêm một cội nữa. Maradis Gibb đang bắt đầu có được những điểm số cho mình. Samson. Hội của Samson. Có thêm điểm cho Robert Samson. 20-25. Maradis Gibb. Phá vào trong. Quyết định tự mình ném rổ và 2 điểm nữa cho Maradis Gibb. Udun Osakwe. Các cầu thủ Dolphins gây áp lực rất sớm và đây là Võ Huy Hoàn. Robert Samson. Một tình huống móc rổ ấn tượng của Robert Samson. Điểm số tiếp theo được dành cho Dolphins. January trước mặt là Sơn Minh Tâm. Tiến vào trong. Đối thủ chỉ là Sơn Minh Tâm và có điểm cho January. Một tình huống cũng tương đối vất vả. Đó là Gibb và Osakwe. Có tranh bóng tốt của Osakwe. Cơ hội vẫn đang thuộc về cao thủ Nha Trang Dolphins. Tân Đình không thể cản được Robert Samson. Tiến Dương là người đang theo kèm đối với Maradis Gibb. Rất khó chịu. Vẫn là những pha phòng ngự quen thuộc của Tiến Dương. Và đây là một điểm số quá đơn giản. Một trong những pha ghi điểm dễ dàng nhất sự nghiệp của Đinh Tiến Công và Hà Nội Buffaloes một lần nữa tái lập thế dẫn điểm của mình. Đây là Sơn Minh Tâm. Và pha block thuộc về Udun Osakwe. Osakwe trước ghi điểm ở trong hiệp đấu thứ hai, nhưng anh phòng ngự rất hay. Và đã có 2 điểm cho Osakwe rồi. 2 điểm với tình huống mà một mình Osakwe tự làm và tự ghi điểm. Sau đó có câu trả lời thuộc về Robert Samson. Những con số thống kê rất toàn diện của Osakwe.
Đây là cơ hội cho các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Cú ném ba thành công thứ tư kể từ đầu trận của Dolphins và nó thuộc về Robert Sanson. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Huy Hoàng, 3 điểm của Huy Hoàng. Trong ngày họ đã lập kỷ lục PBA với 19 cú ném 3 trong màn so tài với Đà Nẵng Dragons. Và ngày hôm nay thì Robert Sanson vừa thực hiện cú ném 3 thành công thứ hai của mình kể từ đầu trận. Ngọc Khánh đang kèm sát Hoàng Phúc. Đường bắn người tốt của Tô Ngọc Khánh và bây giờ là cơ hội dành cho Việt Hoàng. Thêm 2 điểm nữa. Và chuyền bóng hay, Robert Sanson chuyền mặt hoàn toàn trống trải và đó là cú phổ một tay của Sanson. Đây là Kiên Đăng, vẫn không được. Bóng về lại tay của cao thủ Nha Trang Dolphins, một pha xử lý hay của Marius Gibb. Cao thủ Hà Nội Buffalo cho rằng đó là một tình huống phạm luật ngửa bóng. Nhưng điểm số của cao thủ Dolphins đã được tính. Osakwe rất nhanh, ngay lập tức là lời đáp trả. Trong tình huống đối mặt với Robert Sanson và tiếp tục có turnover của đội chủ nhà. Ngay lập tức Đinh Tiến Công đã trừng phạt sai lầm của cầu thủ bên phía Nha Trang Dolphins. Dẫn bóng lên rất nhanh. Osakwe không có đà để lên rổ. Đó là tình huống phòng thủ thành công của Robert Sanson. Và bây giờ thì Huy Hoàng có lẽ sẽ có điểm số thứ 10 của mình. Không có gì để ngăn cản điều này. Suy giảm một cách vô cùng đáng kể. Pha block của January dành cho Madarius Gibbs. Cơ hội với pha phản công nhanh cho Hà Nội Buffalo. Osakwe. Osakwe không dứt điểm mà quyết định đột phá vào phía trong. Và đó là quyết định chính xác của Osakwe. Vẫn đang là Đức Kiên. Được nhiều sự hỗ trợ cho Đức Kiên và Gibbs là người đã cướp bóng thành công rồi. Có thêm một kiến tạo cho Madarius Gibbs và có thêm hai điểm ấn tượng sau cú đăng rổ của Robert Sanson. Nhà thi đấu Đại học Nha Trang đang thực sự bùng nổ. Nhưng khoảng cách vào lúc này là không hề lớn một chút nào. Rất mong manh và buzzer beater dành cho Udo Sakwe. Đó cũng là pha ném ba thành công đầu tiên của Buffalo ở trong trận đấu này. Sau đó nỗ lực của Tâm Đình đã không thành công. Phản công cho Nha Trang Dolphins và kiến tạo thuộc về Phúc Vinh, người ghi điểm đó là Robert Sanson. Đó đã là pha ra tay thứ 8 của anh trong trận đấu này rồi. Một pha phòng thủ tốt của Marius Gibb. Marius Gibb một cú ném 3, không có 3 điểm. Và bây giờ là cơ hội phản công của Kiên Đăng. Có 2 điểm được ghi bất chấp những nỗ lực phòng thủ của Robert Sanson. Và cơ hội lại đến với cầu thủ Dolphin. Rất cố gắng luồn lách. Vẫn đang là Madarius Gibb. Thêm điểm cho Madarius Gibb. Chắc chắn là trận đấu sẽ còn rất hay sau pha ghi điểm vừa rồi của Madarius Gibb. Cần phải chắt chiu tình huống kiểm soát bóng này của mình. Sanson, Sanson quyết định ném bất ngờ. 3 điểm của Sanson. Sanson đã di chuyển ra điểm trợ một pha pick and roll. Sanson có 2 điểm cho Robert Sanson. Đúng là January đang thi đấu thế này thì quả thực là Hà Nội Buffalo gần như chấp một ngợi mình. Và vẫn đang có thêm điểm số. Huy Hoàng không có bất cứ vấn đề nào về mặt tâm lý khi đang sở hữu pháo trouble cả. Điểm số là 67-71. Cướp bóng của January, cơ hội để úp rổ. Thêm 2 điểm nữa. Nha Trang Dolphins không được phép chủ quan. Bóng trong tay các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Cơ hội ghi điểm và đó là những điểm số của Sanson. Xử lý của Phúc Vinh giữ bóng hay. Sơn Minh Tâm đường chuyền, đó là một lựa chọn chính xác. Sơn Minh Tâm không nên đối đầu với January khi mà bên cạnh là một người đồng đội có khả năng ghi điểm rất tốt như Robert Sanson. Quang sẽ không vội. Đang là Huỳnh Vĩnh Quang pump fake đường chuyền Madarius Gibb, ghi điểm tốt của Madarius Gibb. Dolphins vẫn đang làm rất tốt trong khoảng thời gian cuối của hiệp đấu thứ tư. Và đó là một tình huống đột phá dũng mãnh của Odun Osakwe. Vẫn giữ được bóng. Vĩnh Quang đường chuyền cho Sanson. Osakwe đã có lỗi. Cũng là lỗi cá nhân thứ tư của Osakwe. Cú ném phạt rất tốt của Robert Sanson. Dương. Bánh shot không thành công của Tiến Dương. Và cao thủ Dolphin cũng đã muốn dừng lại. Hà Nội Buffalo thì cũng sẽ không cố phạm lỗi nữa. Rất có thể, rất có thể vào ngày 8 tháng 9 tới thì Hà Nội Buffalo sẽ lại là gương mặt làm khách tại nhà thi đấu của Đại học Nha Trang. Khi mà bây giờ
họ sẽ không còn quyền tự quyết cho vị trí hạt giống số 1. Chiến thắng dành cho Nha Trang Dolphins, họ cũng sẽ không thay đổi vị trí hạt giống số 3 của mình. Tuy nhiên, họ đã tạo nên một bước ngoặt có thể rất quan trọng ở chặng cuối mùa giải, khi mà bây giờ vị trí hạt giống số 1 có thể sẽ rơi vào tay của cao thủ Sài Gòn Heat.